Thân mến, chào mừng các bạn nhỏ. Chúng ta tiếp tục trở lại kênh học tiếng Anh của Mr. Long Linh. Chúng ta đến cái phần D, cái phần Talk About Your Family. Phần Talk About Your Family là gì? Là nói về gia đình của bạn. Đây, nói về gia đình của bạn như nào? Các bạn nhìn thấy nha. My sister is tall and pretty. Chị của tôi vừa cao và xinh đẹp. Cao và xinh đẹp. Đây, cao và xinh đẹp. Các bạn thấy bài tập C chúng ta đã nói rồi đúng không? Cao và xinh đẹp này. Đó. Đó, chị của tôi, my sister is tall and pretty. Chị của tôi cao và xinh đẹp. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta lắng nghe và chúng ta xem các bạn mèo đen này, bạn miêu tả các thành viên trong gia đình của bạn như thế nào nhé. Track 94. D. Talk about your family. My sister is tall and pretty. Track 95. Rồi, như vậy là bạn này chỉ nói một câu là chị của tôi vừa xinh đẹp và gì các bạn? Vừa cao và xinh đẹp, đúng không? Trong bài tập D này, chúng ta có thể nói thêm được điều gì nữa? Ví dụ, chúng ta nói mẹ của tôi vừa cao vừa xinh đẹp. Các bạn nói được chứ? Mẹ của tôi lúc này còn sister không? Không, mà phải là gì? Là mother, đúng không? Thì các bạn đó là my mother. Này, my mother này. My mother. Đúng nào? My mother is gì các bạn? Is tall and pretty. Đó, ta viết y như dưới này. My mother is tall and pretty. Thì mẹ của tôi là cao và xinh đẹp. Và các bạn không thích miêu tả mẹ, các bạn miêu tả ông chẳng hạn. Đây, ví dụ ông đây. Cái ông khó nhìn quá các bạn ơi. Ở đây, ông đây. Thì một nói ông của tôi cao, không cần xinh đẹp cũng được. Thì một nói ông của tôi là sao? My grandfather, đúng không? Father. Đó. My grandfather is tall. Cũng được. Đó, chỉ cần cao thôi. Ông của tôi là cao. Đó, cái ông của tôi cao. Ông tôi cao. Đúng không nào? Rồi, các bạn có thể miêu tả tùy thích tất cả các thành viên trong gia đình. Các bạn miêu tả vào ha. Nhớ các thành viên trong gia đình là các bạn đã có hết các từ này rồi. Đúng không nào? Chị gái, em trai các bạn biết hết rồi đúng không nào? Đó, rồi. Như vậy là các bạn cũng đã hiểu được tất cả các video của Mr. Long Linh ở trước các bạn học rồi. Hy vọng các bạn thích các video này, các bạn tiếp tục nhấn đăng ký kênh để các bạn đón nhận thêm nhiều video hay của Mr. Long Linh ha. Rồi, chào các bạn ha.